Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Nông nghiệp nông thôn, chuyên mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới của đài phát thanh truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, nước sinh hoạt và vệ sinh có vai trò quan trọng đối với sức khỏe của người dân là chỉ tiêu quan trọng trong tiêu chí y tế của chương trình xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, 100% dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt và vệ sinh, trong đó có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Thời ra qua tỉnh Lào Cai đã quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình cơm nước sạch phục vụ cuộc sống sinh hoạt của người dân nhất là ở các xã vùng cao vùng khó khăn tuy nhiên trong quá trình sử dụng vì nhiều lý do đã có không ít công trình nước sạch bị hư hỏng xuống cấp hoạt động không hiệu quả gây lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước trước thực tế đó nhiều địa phương đã có những cách làm phù hợp khắc phục hiệu quả những vấn đề phát sinh đảm bảo các công trình nước sạch hoạt động hiệu quả nội dung này sẽ được chúng tôi tập trung phản ánh trong chuyên đề lào cai xây dựng nông thôn mới số này Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Trước tiên là những thông tin về xây dựng nông thôn mới. Theo kế hoạch số 239 ngày 2 tháng 5 năm 2024, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh đã mục tiêu trong năm 2024, toàn tỉnh có thêm 11 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 1 xã so với mục tiêu tại kế hoạch số 104 ngày 15 tháng 2 năm 2024. Các xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm nay là Mường Hoa, Tà Văn, thị xã Sapa, Vĩnh Yên, Cam Cọn, Kim Sơn, Điện Quan, Bảo Hà, huyện Bảo Yên, Trường Ken, Nậm Dạng, huyện Văn Bản, Bản Liền, huyện Bắc Hà, Sán Trải, huyện Si Ma Cai Như vậy, lũy kế đến hết năm 2024, tỉnh Lào Cai sẽ có 73 trên 127 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2023 mới chỉ có xã Mường Hoa, thị xã Sapa đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí. Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2024 để có thêm 4 xã đạt 19 tiêu chí, các xã cần hoàn thành 12 lượt tiêu chí. Còn trong 6 tháng cuối năm 2024, 7 xã còn lại cần hoàn thành 43 lượt tiêu chí để đạt mục tiêu đề ra. Theo Cơ đảng Chính sách Xã hội Chi nhánh tỉnh Lào Cai, Năm 2023, toàn tỉnh có hơn 18.500 hộ nghèo vay vốn chính sách ưu đãi với tổng số tiền hơn 206 tỷ đồng. Cùng với đó, có hơn 11.400 hộ cận nghèo vay với tổng số tiền hơn 123 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Có hơn 15.000 khách hàng vay vốn giải quyết, tạo việc làm và duy trì việc làm. Hơn 1.200 hộ nghèo được vay vốn làm nhà ở, Tính riêng trong quý 1 năm nay, toàn tỉnh đã có gần 3.300 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn chính sách ưu đãi. Đây là trợ lực quan trọng cho công tác giảm nghèo và giảm nghèo bền vững tại các địa phương, góp phần cùng các cấp, ngành, chính quyền thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Lào Cai đặt mục tiêu đến hết năm 2024, có 115 trên 127 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới, trong đó có 26 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Để đạt mục tiêu này, từ nay đến cuối năm, ngành giáo dục sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông 2018, đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ về nội dung, hình thức, phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học, nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục xóa mù chữ, hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 4 tuổi. Với tiêu chí số 5, tiêu chí trường học sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phòng học, phòng học bộ môn, các công trình phụ trợ, mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Phần đầu đến hết năm 2024, toàn tỉnh có 68% trường đạt chuẩn quốc gia. 89 trên 127 xã đạt tiêu chí số 5 theo Bộ Tiêu chí xã Nông Thôn Mới. Huyện Bảo Thắng phấn đấu trở thành huyện Nông Thôn Mới nâng cao vào năm 2025. Hiện đã có 5 trên 9 tiêu chí hoàn thành. Các tiêu chí huyện Bảo Thắng đã hoàn thành gồm quy hoạch, thủy lợi và phòng chống thiên tai, điện, chất lượng môi trường sống và an ninh trật tự hành chính công. Còn lại 4 tiêu chí, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế và môi trường phần đấu sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Thực hiện xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, thời gian qua, người dân Bảo Thắng đã tự nguyện hiến trên 250.000 m2 đất, gần 4.000 ngày công, hàng chục tỷ đồng tiền mặt để mở rộng hơn 200 km đường giao thông nông thôn, làm trên 400 km đường điện, 300 km đường hoa, huyện cũng đã lát trên 25 km vỉa hè tại các xã Sơn Hải, Sơn Hà, Phú Nhuận, thị trấn Nông Trường Phong Hải, thị trấn Tàng Lỏng. Dự kiến hết năm 2024, toàn huyện có khoảng 50 km đường trung tâm xã, thị trấn được lát vỉa hè. Dù đã đạt một số kết quả, tuy nhiên theo đánh giá, chất lượng tiêu chí nông thôn mới ở năm xã nghèo trên địa bàn huyện Mường Khương mới chỉ ở mức tối thiểu. Mường Khương có tới 5 xã thuộc nhóm có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh gồm Tả Thàng, Lạp Bán Tẩn, Lùng Khấu Nhin, Tả Ngài Trồ và Xin Chin. Từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2023, tổng số lượt tiêu chí nông thôn mới hoàn thành của 5 xã là 30 trên 95 tiêu chí, mới đạt 31,6%, bình quân 6 tiêu chí một xã Hết năm 2023, năm xã vẫn còn trên 1.600 hộ nghèo, thu nhập bình quân mới đạt 23,52 triệu đồng một người một năm, bằng 75% bình quân thu nhập đầu người của huyện. Trong thời gian tới, việc quan tâm giải quyết việc làm, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân, đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ là các giải pháp trọng tâm để phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới tại các địa phương này. Thời gian qua, tỉnh Lào Cai đã quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch, trong đó đặc biệt chú trọng đến khu vực nông thôn nhằm tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước ở vệ sinh. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhiều hộ dân ở các xã vùng cao vẫn phải sử dụng nguồn nước chưa đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng đến sức khỏe. Những bể cấp nước tập trung này được xây dựng phục vụ nhu cầu sử dụng nước cho các nhóm hộ, khu vực dân cư, thôn, khe thượng, làng mới, nhưng đa phần không còn hoạt động hoặc hoạt động nhưng không hiệu quả, để có nước dùng các hộ dân phải tự đi kéo về. Cái bể kia thì bây giờ không có ai bảo quản, không có nước, là bây giờ nhà tôi phải tự kéo nước về để sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Cả bản mình đều được cái uh, hỗ trợ cái nguồn nước sạch này, nhưng mà trong thời gian qua là không có uh, bà tu bà dưỡng ấy thì là một số uh, dân khác thì cũng không. Uh, không có không, không à, bảo quản được sử dụng cái những cái bể khác. Cốc Lầu hiện chỉ có 5 trong tổng số 11 công trình cấp nước sạch tập trung còn hoạt động. Nguyên nhân là do công trình được đầu tư từ lâu đã xuống cấp, lại không được duy tu bảo dưỡng kịp thời. Vì vậy tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh của xã theo quy định của Bộ Y tế trong xây dựng nông thôn mới không duy trì được. Cốc Lầu là một cái xã dân ở rất là thưa thớt không tập trung à, Chính vì vậy cái công tác quản lý cộng đồng rất là khó khăn nên là, là hiện nay để mà quản lý được cái công trình này có hiệu quả thì nếu được đầu tư thì chúng tôi cũng đã họp với lại uh, ban chỉ đạo cũng như là bà con dân ấy, là, là sẽ phải nộp tiền Theo giả soát của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hiện toàn tỉnh có 159 công trình nước sạch không hoạt động đây là các công trình có thời gian sử dụng từ 10 đến 20 năm, đã hết khấu hao hoặc hư hỏng do nguyên nhân khách quan, thiên tai, mưa lũ, sạt lở, không còn khả năng sửa chữa, khôi phục. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện thực hiện thanh lý các công trình không còn khả năng hoạt động. Đồng thời để các công trình đầu tư nước sạch ở vùng cao phát huy hiệu quả, không lãng phí nguồn lực đầu tư của nhà nước, các địa phương cũng đã có những cách làm sáng tạo phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, trong khi tại một số địa phương vùng cao trong tỉnh, nhiều công trình cơm nước sạch bị hư hỏng hoặc xuống cấp sau đầu tư do công tác quản lý khai thác chưa khoa học, nhất là không được duy tu bảo dưỡng thường xuyên. Thực trạng này vừa gây lãng phí ngân sách nhà nước, vừa ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Thì tại huyện Mường Khương, hiện các công trình cơm nước tập trung tại một số xã được ký kết hợp đồng và giao cho công ty dịch vụ cơm nước sạch Lào Cai quản lý, giúp được cao hiệu quả sử dụng các công trình. Xã Bản Lầu có 10 công trình cấp nước tập trung. Sau một thời gian sử dụng, một số công trình đã xuống cấp hoặc không sử dụng được. Nguyên nhân là do không được quản lý, bảo dưỡng kịp thời. Như công trình cấp nước tại thôn Đồi Danh đã ngưng hoạt động. Các hộ dân ở đây phải dùng bơm lấy nước giếng về sử dụng, chất lượng không đảm bảo. Cái nguồn nước này cũng không đảm bảo cho gia đình, đảm bảo vệ sinh. Ấy. Thì uh, chúng tôi là muốn mong mỏi nhà nước đầu tư cho cái nguồn nước sạch để phục vụ cho gia đình. Khắc phục tình trạng này, xã Bản Lầu đã ký hợp đồng với công ty dịch vụ nước sạch Lào Cai để việc quản lý, khai thác vận hành được tốt hơn. Nhờ đó, năm công trình được đầu tư sau này đã được sử dụng hiệu quả. Nước sạch, hợp vệ sinh được dẫn về tận nhà. Giờ đây gia đình ông Chấu Xeo Tỏa, thôn Na Lim không phải đi xa lấy nước về bây giờ thì nó mà có cái nước sạch thì bây giờ danh uống thì danh về về phục vụ cho danh thì bây giờ danh nó ý bệnh ý ý bệnh không sinh bệnh nhiều nữa bây giờ thì nó mà phục vụ danh thì rất danh rất, rất là vui bên cạnh đó công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong sử dụng bảo vệ công trình nước sạch cũng được địa phương đẩy mạnh đến nay bản lầu có trên 80% số hộ dân được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh trên 43% được sử dụng nước sạch được ủy ban nhân dân xã và đặc biệt là lãnh đạo của địa phương rất là quan tâm tạo điều kiện và cũng phối hợp với công ty để tuyên truyền với người dân là phối kết hợp với với công ty để tuyên truyền với người dân là sử dụng nguồn nước tiết kiệm hợp vệ sinh và bảo vệ công trình và bảo vệ cái chất lượng nước sau khi mà cái công ty quản lý nước sạch vào quản lý vận hành thì nó chuyên nghiệp đấy sau nữa thì là cái đặc biệt là cái cái phục vụ cho người dân ấy, là được người dân rất ủng hộ. Còn tại xã Tả Ngài Trồ, công trình cấp nước tập trung này vừa được Ủy ban Nhân dân xã ký kế kết hợp đồng giao cho công ty dịch vụ cấp nước sạch Lào Cai quản lý. Nhờ đó, việc cung cấp nước sạch cho bà con được duy trì thường xuyên, người dân phấn khởi bởi đã bớt đi nỗi lò thiếu nước. Chứ, Chứ phải đi gánh nước về dùng không được vệ sinh lắm đâu. giờ thì được nhà nước đầu tư nước sạch về tận thôn, còn có cả người vận hành nữa nên bà con phấn khởi lắm. Nhà mình ở đây thì ý, lúc nào dùng cũng có, à, nước, nước 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 lúc nào cũng đầy đủ, ừ, nước sạch này này, lúc nào cũng đầy đủ và dùng thoải mái. Từ khi ký kết hợp đồng quản lý cung cấp nước cho bà con, công trình cấp nước lên tới vài trăm mét khối này thường xuyên được duy tu bảo dưỡng định kỳ công nhân vận hành điều tiết nước hợp lý cho các thôn bản, trường học, trạm y tế, nên không còn tình trạng tranh chấp nguồn nước hay sử dụng nước bừa bãi như trước. Dù đang trong mùa khô, nhưng người dân địa phương vẫn được cấp nước sạch đầy đủ. Sau khi công ty đã tu sửa bảo dưỡng, thì cái công trình các tuyến, ba tuyến, nước cung cấp cho bà con trong xã thì nó đảm bảo hiệu quả. Việc quản lý duy tu, bảo dưỡng và khai thác các công trình cấp nước sau đầu tư là rất quan trọng, không chỉ giúp kéo dài tuổi thọ công trình mà người dân cũng sẽ được hưởng lợi trực tiếp. Kết quả này góp phần đảm bảo trên 80% người dân xã Tả Ngày Trồ được cung cấp nước hợp vệ sinh. Đến thời điểm hiện tại thì đã phát huy được cái việc sử dụng nước hiệu quả, ấy còn cũng được và con nhân dân đồng tình ủng hộ và cái phát huy được cái sử dụng cái công trình ở trên địa bàn. Tại huyện Mường Khương, hiện các công trình cấp nước tập trung tại 4 xã Bản Lầu, Bản Sen, Lùng Phai và Tàng Ngài Trồ đã được ký kết hợp đồng giao cho công ty dịch vụ cấp nước sạch Lào Cai quản lý, đảm bảo cung cấp nước cho trên 4.000 hộ dân. Ở các xã này, tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt từ 80% đến trên 90%, trong đó khoảng 40% được sử dụng nước sạch. Theo thống kê, Lào Cai hiện có 825 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung nông thôn, Tuy nhiên mới chỉ có 35 công trình được đầu tư thiết bị xử lý lọc khử khuẩn đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy chuẩn Việt Nam, phần còn lại là cấp nước hợp vệ sinh. Hết năm 2023, tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 96%, tỷ lệ số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn là 45%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ dân số đô thị được cấp nước sạch đạt 100%. 100% dân số nông thôn được cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh, trong đó có 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn và đạt tỷ lệ 100% vào năm 2050. Để đạt được mục tiêu đề ra, các địa phương được đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cần xây dựng, thành lập mô hình quản lý các công trình phù hợp chất lượng. Có như vậy, công trình mới được khai thác, sử dụng bền vững, phát huy được hiệu quả nguồn vốn của nhà nước, góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến tới đây chương mục Lào Cai xây dựng nông thôn mới của Đài Phát thanh truyền hình Lào Cai xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.